Hello tất cả mọi người, hôm nay là thứ bảy, đúng rồi. Suy nghĩ mãi mới nhớ ra ngày tháng. Hôm nay là ngày 6 tháng 11 nha mọi người nha. Thì trước mặt của em là một cái lồng tre lửa chim đuôi dài. Bên này là một thùng than đất, bên này là một thùng tre lửa Nam Cát Tiên. Nói chung là chim Nam Cát Tiên, còn than đất là chim bên Đắk Nông. Thì thằng em trai em á, nó có nói là do là hôm nay nó hết sâu rồi, cho nên bữa nay chỉ có được 13 bé thôi, nó cũng gửi cho em luôn. Còn ngày hôm qua thì đó các anh cũng thấy rồi, ngày hôm qua em về 67 bé đó, thì đã hết sạch 67 bé ngày hôm qua, không còn một bé nào hết đó. Thì ngày hôm nay là có 13 bé thôi, chắc 13 bé là chắc em để em nuôi luôn quá, tại vì em thích cái con số 13 đó. Còn những cái hộc này thì ngày hôm qua là chè than rồi bàn ăn, chè than bàn ăn gì này nọ hết sạch luôn rồi. Rồi bây giờ em sẽ quay cho các anh xem cái con chè lửa đuôi 20, nhưng mà hôm nay em sẽ thanh lý giá do là nó bị gãy cái con đuôi mọi người ha. Đây nè, chim này chuẩn gốc đuôi 20 mà nó đang ra luôn, đuôi tôm bản lớn đây, nó bị gãy một khúc rồi nè mọi người, bản rất là lớn nha. Đây gãy ngang luôn nè, do là ngày hôm qua ngày hôm qua ông anh ông đóng thùng sao á, mà nó bị dính, không phải là dính mà có thể là do mấy con chim á nó đạp đuôi nhau. Thì hôm nay em sẽ thanh lý giá bé này là 600 ngàn, chim đuôi 20, gốc đuôi 20 nha. Chim này là chim bổi mới, chưa có anh cám nha mọi người nha, chim bổi mới, chim này mới bắt từ rừng về luôn, không có, em chưa có tập cám và em cũng không có ở đây, em các anh cũng biết rồi, em bán chim không có chuyên nghiệp cho nên là em không có nuôi. Tất cả các cái loại chim là em thường em không có nuôi chim gì hết, chỉ có nuôi ấy, lộn, xin lỗi, không phải là không nuôi, nói không nuôi thì nó hơi hơi quá, có nghĩa là em không có lựa lại em nuôi chim gì em cũng giao hết, cho nên là em bị mấy ông anh chửi hoài à. Cái thằng này bán chim không chuyên nghiệp, hỏi sao không chuyên nghiệp, hôm qua than đất bán có 100 ngàn bé à, bông quá trời luôn. Rồi hôm nay là lại có than đất nữa nè, mà không biết là bao nhiêu mái. Đây, chim mái ha, chim mái thì giá là 80 ngàn, 80 ngàn có nghĩa là cái giá đó là dạng em không muốn bán á, em để em nuôi á, giỡn chơi chứ. Anh em nào mà mua 5 6 con gì đó em tặng cho chim mái chứ em không bán nha. Còn anh em nào mà mua lẻ 1 2 con thì chim mái em bán, chứ còn nếu mà anh em nào mua nhiều á thì chim mái là em tặng than đất nha, tặng than mái đất nhớ. Rồi ok, kính chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Đây là bé than đất đầu tiên, bé số 1 ha. Ngày hôm qua chim bán con chim than đất có 100 ngàn nè, còn nguyên cái đầu này nè, nguyên cái đầu này nó trắng bóc hết luôn. Lúc đầu em bắt chim ra em tưởng đâu là phân, nhưng mà em lấy nước em rửa đi thì nó ra lông trắng. Bởi vậy hôm qua em bị mấy ông anh chửi, thằng này bán chim không chuyên nghiệp, chim bông đầy đầu bán có 100 ngàn bó tay. Rồi không có lên thuyền nữa, một bé than đất ha, than đất đó là than đất mép lông phèn, lông nó còn rất là phèn, và cái con than đất mép đó, có nghĩa là cái con chim chuyền nó đã chỗ lông lên, nó gần thành bổi, gọi nó là con chim mép. Ví dụ như con này là cái con chim bổi, là nó đã chỗ lông đen rồi, gọi là chim bổi. Còn những cái con lông phèn á thì nó gọi là con chim mép. Rồi bé này là bé thứ hai ha, thì chim này giá là 100 ngàn thôi. Bé này cầm hót nè, bé này có hai bông nè, nè bông nè, bông nè, thấy không, mắt nè đó. Mấy ông anh kêu ủa sao Thành ơi, có chim bông sao ông lựa lại nuôi để bán có giá hơn? Dạ em nói chung là em kinh tế nó khó khăn lắm, chim gì em cũng bán hết á, giờ lựa lại nuôi tiền đâu mà mua mồi cho nó ăn. Cái thứ nhất là không có tiền mua mồi, cái thứ hai nữa là không có lòng, khổ lắm, cho nên cứ bị chửi hoài. Cái con này nó bán chim không chuyên nghiệp, chim gì nó cũng 100 ngàn hết á, bông hoa lá hẹ gì cũng 100 ngàn hết. Đây là bé thứ ba nha, đây là bé thứ ba, giá là 100 ngàn, khổ lắm mọi người ơi. Cứ tưởng đâu em sung sướng ngày nào về chim ngày đó, nhưng mà thật ra rất là áp lực. Tại vì chơi chim này á,
Nói thiệt với mấy anh chứ em chơi chim này nè, chẳng có anh em nào. Mấy ông anh thoải mái, mấy ông anh á, mấy ông anh chơi chim chung á, mấy ông kêu mẹ thằng này buộc nhà không có thiên. Hỏi sao không thiên, nhà mình kế bên nhà nó mà chim hay chim đẹp gì nó không có đưa, toàn đưa ở đâu không à, bị chửi hoài à. Ôi, bé này là bé thứ tư nha mọi người nha, than đất thứ tư nha, khổ lắm, bữa giờ cứ bị mấy ông anh chửi hoài à. Anh em cái kiểu gì mà chim đẹp chim xấu gì nó toàn đưa không, toàn đưa cho mình chim xấu, chim đẹp nó đưa cho ai ấy. Rồi bé này bé thứ năm, đây bé thứ năm nha mọi người nha. Em trai em nó nói là có 13 bé nhưng mà do là ngày hôm qua nó hết sâu á, cho nên là có 13 bé nó cũng gửi cho em luôn, chứ bình thường á là nó gom vô hai ngày thì nó khoảng chừng hai mấy ba chục bé gì á là gửi lần, do là hết sâu rồi. Bé này bé thứ sáu nha mọi người nha, đó chim phèn, than đất phèn, chắc bữa nay em phải đổi tên em đặt là than đất phèn quá. Bữa giờ em bán mấy chim này toàn là lát lát chứ lan ben gì đâu không à, trắng 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 trắng, nhiều anh mê mấy chim trắng, em không mê mấy chim trắng, tại vì mấy chim trắng đó là do là nó bị ăn thuốc rồi nó bị giống như nó bị thay đổi gen đó, cho nên nó ra trắng trắng đó. Ngày hôm qua bắt than đất nó giống như thế này nè, cái đầu trắng như thế này nè, thì em đâu có biết nó là bông đâu, em cứ tưởng đâu là phân, tới hồi mà người ta mua, khách mua xong rồi chùi đi, trời ơi nguyên cái đầu trắng bóc luôn, rồi lỡ bán giá 100.000 rồi. Bé này là thứ bảy nha mọi người nha, bé này là thứ bảy nha. Rồi, đây là thứ tám, bé này rất là to và dài, bé thứ tám. Rồi đây là thứ 9 nha mọi người nha, bé này cũng có trong bông nè. Rồi, đây than mái. Quay đâu lại, trời ơi. Em dặn thằng em đừng có ghi mấy cái số điện thoại của em trên cái thùng chim, tại vì ghi những cái số điện thoại trên thùng chim xong rồi mấy anh thấy cái số điện thoại mấy anh cứ gọi hoài mà gọi không được mấy anh toàn là chửi thôi, đau lòng thì chứ. Ây da, đây là bé thứ 10, đây bé thứ 10 nha, trời ơi, bé này rất đẹp luôn. Rồi bé này là thứ 11 nha mọi người. 11. Rồi đây là 12. Đó, thì như cái thông tin mà hồi nãy em cũng có nói rồi ha, thì thằng em trai em nó gửi cho em là 13 bé than đất. Bé đó là bé thứ 12 nha mọi người nha. Rồi đây là bé cuối cùng. Wow, trời ơi hết hồn luôn. Em cứ tưởng đâu là con bé này nó bị lan ben. Nhưng mà không phải. Cái này là phân nha mọi người nha. Đó, em đang chà nó ra nè. Đó, phân nha.
đừng có nghĩ chim bông kêu Thành ơi, cứ lựa cho anh mấy thanh bông là chết em luôn á. Rồi bé này là bé cuối cùng, bé 13. Rồi đó, hết rồi nha mọi người nha. Thì có 13 bé than đất trống và 3 bé than đất mái. Đó, ai mua 5 bé thì em sẽ tặng cho con than đất mái, chứ em không có bán nha. Còn nếu như anh em nào mà có nhu cầu mua thì em bán giá cao lắm, cho nên là đừng có hỏi mua than đất mái. Rồi bây giờ tới chè lửa ha. Thì chè lửa hồi nãy em cũng có nói rồi ha mọi người ha. Cái bé chè lửa đuôi đuôi 20 mà nó bị gãy đuôi đó, em còn để cái đuôi ở đó đó. Đó anh em nào mà nếu mà gọi thoại cho em không được thì nhớ nhắn tin giúp em nha. Nếu như các anh nhắn tin cho em còn chim thì em sẽ trả lời tin nhắn ha. Còn em hết chim thì em tắt máy rồi, cho nên là nhiều khi điện thoại của em nó hơi khó gọi. Mong tất cả mọi người thông cảm nha. Bé này rất là đẹp luôn. Mà không biết là đuôi bao nhiêu. Đây này. Bé này đuôi nó đang lem ra trắng nè mọi người. Đây cái đuôi bợ nó đang lem trắng nè. Đó nè. Rồi để em đo đuôi cái. Bé này rất là mập, chim mép nè. Đây. Chim mép. Đó. Mũi rất là thông ha. Mũi thông nhìn thấy cái con cọp bên này luôn. Đó, gần tới Tết rồi nè. Các anh thấy không? Bia là. Wow. Mà bây giờ nó mới chịu mở miệng ra. Để em đo đuôi cái nha mọi người. Bữa giờ bắt chim tay nó cứ rung rung. Bé này đuôi 18 năm, một bên 18 năm, một bên 18 7 ha. Một bên 18 năm, một bên 18 7. Chim nam cách tên, bạn đuôi lớn ha. Chim này nó đây nè. Nó so le có nhiêu đây à? So le có 2 ly à. Có 2 ly thôi nha mọi người nha. Thì chim này á giá là 550 ngàn nha. 18 7. Bé đầu tiên. Bản đuôi rất là lớn và đẹp luôn. Bé đó, bản đuôi rất là lớn và đẹp. Một bé rồi ha. Bữa nay không có nhiều chim đâu mọi người. Đây là lửa mái ha. Lửa mái này coi, móng cặn đầy đủ hết ha. Thì lửa mái như thế này nè, giá là 150 ngàn nha. Chỉ có 150 ngàn thôi, bé này bảo đảm nuôi rất là nhanh hot luôn. Đây. Bé này các anh về các anh thúc trống rất là hay nè. Đó, đầu nhỏ xíu, mũi rất là thông. Đó, 150 ngàn. Bé số 2 là lửa mái. Đó, em ra theo cái thứ tự ha. Rồi em sẽ đọc cho các anh nghe cái số giống như là đọc lô tô vậy đó. Rồi đây là bé chè lửa thứ 3, chim mép đang ra ông đuôi luôn. Nhìn là biết đang ra ông đuôi rồi, chứ những cái con chim mà đuôi ngắn như thế này thì giá nó rất là cao. Đây, chân hồng móng trắng rất là đẹp nè. Đó, móng trắng tinh luôn ha, đầy đủ móng hết ha. Đây nè, lửa mép nè, mép còn vàng khè luôn. Đó, nè. Em nhìn là em biết nó đang ra lông đuôi rồi. Đây, thấy chưa? Nguyên một bó lông ống luôn. Chim này thì giá là 300 ngàn nha. Thường mấy cái tiệm chim á, người ta bán những cái con chim chè lửa này tới 400, 400 rưỡi gì đó. Nói chung là em chơi ở đây là em chỉ biết em thôi, chứ còn mấy cái tiệm chim người ta bán như thế nào em không quan tâm. Nhưng mà do là có những ông anh á, người ta tới người ta mua chim rồi người ta cũng nói. Nói chung là nói để cho mình biết, chứ không phải là nói để cho mình bán ha. Đó, đây nè. Chim, tất cả chim đều chân hồng móng trắng ha. Chim này cũng giống như bé hồi nãy ha, đang ra ông đuôi nè. Chim mép luôn nha mọi người nhé. Đó, bé này cái mắt nó còn rất là đỏ. Cái viền mắt của nó, đây nè, để em kê sát sát cái máy quay cho. À thôi, kê sát quá cái máy quay nó không có lấy nét được. Đây, chim này đang ra ông đuôi luôn nha mọi người nhé. Bé này đuôi hơi tôm. Bảo đảm các anh luôn. Đó, lông ống đã chưa. Bé này đuôi hơi tôm. Bé này em sẽ thả vô. Nãy giờ là 18 năm nè. Ây lộn, 18 7 nè. Rồi xong tới mái nè, xong tới mép nè. Ba, bé này bé thứ tư nha. Có cái bé mép này nè. Bảo đảm các anh luôn, về nuôi rất là mau chơi nè. Thả vô học mà nó tập. Đó, thấy chưa. Bé này ô thứ ba nè. Đó, bốn bé rồi ha. Hôm nay chim không có nhiều. Trời ơi, mấy ông anh em, mấy ông chơi số, mấy ông nói là trời, thằng này nó chơi xe độc không? Đây là con rắn, đây là con ngựa nè. Đó, em không có chơi số cho nên em không có biết những cái gì con rắn, con ngựa. Em chơi số bằng polymer thôi chứ em không có chơi số. Chơi số mà xác suất nó. Ồ, bé này, trời ơi, coi cái viền mắt bé này, đỏ lòm luôn. Ô, bé này rất đẹp ha. Móng đầy đủ hết nha mọi người. Chim này chim mái ha. Cái mái này thì ô thứ 5. Mái này ô thứ 5.
ấy, mái mà thả ra nó cũng chặt 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 giống y như chim trống vậy. Bé nói thứ năm rồi nha. Hôm nay có mấy anh chị mà quay nói chuyện hơi bị nhiều, do là ngày hôm qua em được mấy ông anh coi như là rất là nhiệt tình tổ chức cho em một cái bữa, coi như là 5-6 anh em gì đó tập trung tổ chức một cái bữa Happy New Year ấy, lộn xin lỗi Happy Birthday. Đây bé chè lửa này là chè lửa mái ô thứ 6 nha mọi người nha. Lửa mái ô thứ 6. Đó, giá cũng đồng giá luôn 150 ngàn, chanh hồng móng trắng rất là đẹp ha. Đầy đủ móng hết, không có thiếu móng nào hết. Vừa qua thì em có giao chim đi cho một số anh trai, không hiểu vì sao chim mình bắt ra mình kiểm tra kỹ lắm, tới hồi đóng thùng đi giao tự nhiên thấy khách báo mất móng, cho nên nó cũng hơi lạ lạ. Nhưng mà thôi, làm gì làm, mình phải có cái trách nhiệm với cái hàng hóa của mình. Rồi hết rồi, hôm nay chỉ có 6 bé chòe lửa và 13 bé than đất thôi nha mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an trong cái mùa đại dịch này. Bye bye.